hoàng thùy linh Emily, hai mỹ nhân nỗ lực thoát pressing khi bị khán giả gán chữ nhép Emily vướng nghi vấn chơi chống không cắm điện thổi sáo nhưng không ra hơi chị đẹp lần lượt tung video đánh chống like chứng minh bản thân học thổi sáo thành thạo chỉ trong vài ngày Hoàng Thùy Linh từng vướng loạt đồn đoán hát nhép, giọng yếu ớt như hát karaoke. Vượt qua mọi ồn ào, Hoàng Thùy Linh nỗ lực hát live tại concert. Còn tung video khoe giọng với dàn nhạc giao hưởng đáp trả dân mạng. Không hẹn mà gặp, Emily và Hoàng Thùy Linh cùng bị cư dân mạng pressing chỉ bởi một chữ nhép, trong khi Emily bị cho là nhép nhạc cụ thì Hoàng Thùy Linh lại nhận về nhiều lời tranh cãi vì nhép giọng hát không rõ thực hư ra sao nhưng nhìn cách các nữ nghệ sĩ nỗ lực thoát pressing cũng khiến nhiều người phải thương cảm với emily câu chuyện của cô nàng đang gây tranh cãi trong suốt thời gian qua tham gia pk nhạc cụ với hương ly emily bất ngờ giành chiến thắng làm nhiều người không phục một là vì hương ly chơi nhạc cụ từ rất lâu rồi cả ba loại đàn mà nữ ca sĩ mang lên sân khấu đều được cô chơi thành thạo thứ hai là so với emily phần chơi nhạc cụ của hương ly ấn tượng hơn một lúc ba loại đàn khác nhau là điều không hề dễ Vậy nhưng chỉ với màn chơi sáo và trống, Emily dễ dàng giành chiến thắng. Tranh cãi nổ ra khi cư dân mạng cho rằng Emily nhép vì có người phát hiện trống mà cô đánh không cắm điện, còn sáo thì khi tập thổi không ra hơi. Một người mới chơi sáo thì khó có thể thổi điêu luyện như những gì mà Emily thể hiện trên sâu. Trước những bàn tán của cư dân mạng, Emily lần lượt tung ra những bằng chứng chứng minh bản thân đã nỗ lực tập luyện và chơi nhạc cụ thật chứ không nhép như lời đồn. Đầu tiên là Emily tung video chơi trống trong hậu trường, cho thấy cô lai like trống cực bốc với ca khúc Mây và Núi, dù rõ ràng như vậy, nhưng netizen chưa phục, vì cô có thể chơi trống, vậy xáo đâu, sao không tung bản thổi sáo lai like lên cho mọi người tâm phục khẩu phục. Chờ mãi thì đến gần đây, Emily cũng tung ra video tập thổi sáo. Với sự cố gắng của mình, cùng người thầy tận tâm, Emily sau nhiều ngày tập luyện đã thổi ra được một khúc. Đến đây, cư dân mạng lại tiếp tục có những bình luận phủ nhận công sức của Emily. Họ cho rằng Emily thổi trong video này không được mượt như trên sân khấu. Thậm chí, có người đặt nghi vấn những ngày qua, Emily im lặng là để quay video tập luyện, quay xong liền lấy đó làm bằng chứng. Nói chung là cỡ nào cũng không làm hài lòng hết tất cả. Emily giờ có video thổi sáo like cũng vẫn bị nói này nói kia. Cùng chung cảnh ngộ với Emily là Hoàng Thùy Linh. Khoảng vài tháng trước, khi nữ ca sĩ tổ chức concert kỷ niệm 15 năm ca hát đã bị dí về vụ hát live, trong buổi họp báo, phóng viên đặt vấn đề rằng Hoàng Thùy Linh liệu có thể live trong concert hay không. Với màn trả lời đi vào lòng đất, chủ nhân bản hit si tình sau đó bị cư dân mạng pressing không ngớt. Hết đào video cũ cho thấy giọng hát của Hoàng Thùy Linh yếu như hát karaoke đến việc nữ ca sĩ hát nhép trong một vài sự kiện. Để chứng minh bản thân có thể hát live, Hoàng Thùy Linh sau đó tung ra video tập duyệt với ban nhạc trước thềm concert. Nữ ca sĩ khoe giọng với giàn nhạc giao hưởng nhưng bị netizen chê là nhạc to hơn cả giọng hát. Tại concert, Hoàng Thùy Linh cũng cố gắng hát live, đặc biệt cô mang ca khúc mới hợp tác với Thanh Bùi lên sân khấu. Có Thanh Bùi hộ giá, Hoàng Thùy Linh nỗ lực hát live tại concert, nhưng dễ dàng nhận thấy giọng hát của cô vẫn không được ổn, thậm chí đôi lúc còn hụt hơi.